Ca sĩ Lâu Hoàng bất ngờ chia sẻ về bệnh liệt dây thần kinh số 7. Mới đây trên Facebook cá nhân của ca sĩ Lâu Hoàng chia sẻ một hình ảnh về căn bệnh liệt dây thần kinh số 7, kèm dòng trạng thái: sau tất cả những gì cố gắng, đây là thứ mình đang phải nhận ư? Khiến cho người hâm mộ vô cùng lo lắng. Lâu Hoàng là cái tên không mấy xa lạ khi được biết đến là học trò của Only C. Giọng ca của anh được góp phần tạo ra các loạt hit đình đám. Sở hữu gương mặt điển trai và tài năng ca hát không thể nào chê được. Anh là một người hết mình vì đam mê âm nhạc, mặc dù có sự cấm cản của gia đình, nhưng không vì vậy mà Lâu Hoàng có thể dễ dàng bỏ cuộc. Dưới dòng trạng thái của Lâu Hoàng chia sẻ, có nhiều nghệ sĩ cũng như khán giả đã để lại những dòng bình luận động viên cho anh chàng. Nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng để nhau mất yêu lấy hai người. Và mình là gì của nhau? Tình nhân là bạn thân của nhau, chắc anh không cần. Và người mà em đắm say từ nay sẽ không là ai.